Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình góp claim 180 triệu token Anu B. Thì để claim được con này thì các bạn cần copy phần link mô tả dưới video mình, các bạn dán vào trình duyệt với chocolate nha bạn. Vào một dash nè, các bạn dán vào. Sau khi các bạn dán vào xong thì các bạn connect nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một đây thì trong chương trình bán hàng VCL này các bạn có thể mua là minbay tối thiểu là 0.01 BNB. 1 BNB bằng 900 triệu. Đây thì mình cỡ 900 tỷ. Mình hướng dẫn các bạn gọi là airdrop free thôi các bạn. Bao nhiêu airdrop nè. Rồi, các bạn sẽ tốn phí gas là 0.0000 cần 0.8 đô với ta, chấp thuận luôn các bạn. Tại vì 180 triệu tôi cần mà. Rồi các bạn chờ nó xác nhận blockchain chút xíu các bạn. Ok. Sau khi các bạn copy xong thì bạn qua trang BC Scan and Check nha bạn. Mình đã dày được 180 triệu token Anubis nha các bạn. Đây con chắc của nó hiện tại tổng dự án này có 28.724 holder các bạn. Rồi các bạn copy con chắc của nó nha bạn. Các bạn qua trình duyệt với chocolate của mình. Bạn dán vào nha các bạn. Rồi các bạn mở ra nè các bạn. Các bạn lướt xuống nha các bạn. Thì các bạn sẽ nhận được 180 triệu token Anubis nè. Giờ mình hướng dẫn các bạn tham gia tiếp một chương trình airdrop các bạn. Và chương trình airdrop này thì tổng nó sẽ có là 20.000 tỷ token Epoch nè bạn. Thì chương trình airdrop này dành cho 5.000 lucky may mắn nha các bạn. Thì để tham gia dự án thì các bạn click phần link mô tả dưới video của mình. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho anh vào kênh Telegram đó nè. Rồi trên Telegram đó các bạn cho anh vào các bạn. Sau khi cho anh vào xong thì các bạn bật up lên. Các bạn cho anh tiếp kênh group nữa. Rồi các bạn cho anh chào các bạn. Sorry các bạn, Telegram này mình bị lỗi các bạn. Sau khi bạn cho anh group xong, các bạn cho anh tiếp kênh seller nha các bạn. Trên kênh seller nữa các bạn cho anh chào nè. Rồi các bạn Các bạn để mình coi các bạn. Nó có kiểu lấy con chắc. Sau khi bạn cho anh xong, bạn bắt đắp lên nè các bạn. Tiếp tục các bạn copy hashtag này, like và tweet tăng 3 người bạn vào nha các bạn. Trên tờ Twitter nó thì các bạn theo dõi nè. Mình làm chậm chậm để sợ tránh sai sót các bạn chỉ chặn cho tờ tweet nè. Các bạn dán hashtag đó và tăng 3 người bạn của mình vào nha các bạn. Sau khi các bạn join vào xong thì các bạn bắt up lên nè. Rồi, dòng đầu tiên thì tweet lên. Rồi dòng đầu tiên thì bạn gửi lên cái link retweet này. Trên tờ Twitter thì bạn mở tờ Twitter của mình ra nè. Bạn nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn tìm thứ quà các bạn là tweet nè. Bạn sao chép lên. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Các bạn dán vào đây nè. Tiếp tục thì what address thì bạn dùng địa chỉ BNB Smart Chain với chocolate của mình nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ nè. Rồi các bạn dán lại. Tiếp tục thì username Telegram, username Twitter, cái này cái T-code này là cái gì ta, cái code này quá các bạn. Trên Telegram nó giờ gì mình tìm mà code không được, chắc mình copy này luôn đi các bạn. Rồi chắc đúng ok. Tiếp tục các bạn điền là username Telegram các bạn đã xong xào ai gấp các bạn. Rồi tiếp tục các bạn điền là username Twitter của mình nha các bạn. Rồi thì mình nghe nhắc lại các bạn, airdrop này nó có 20 tỷ token Broad nè, random cho 5.000 lucky may mắn nha các bạn. Rồi bấm gỡ nè. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình airdrop nhận token Broad NFT G1 đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.